You can see the video. Oh, you didn't join. But cannot hear the sound, right? Can I do the video sound? Cannot, right? Nice movie. Dạ, anh chào mọi người. À, mọi người có nghe được tiếng em nói không ta? Nghe được. À, dạ. À, tại vì đúng 9:30 là kỹ sư em vào á, nên em mở trước mấy cái video giới thiệu cho bên anh xem ha. Xong rồi 9:30 mình bắt đầu.
Actually, you can bring the presentation on your own already. Yeah. I know, but they... Too many times. Okay. Just... Dạ, xin chào mọi người. À, mọi người nghe rõ tiếng đúng không ạ? Rõ chưa? Dạ. Dạ. À, anh Luận nghe được. À, anh Luận ơi, nếu anh mà không có mic thì... Alo. Dạ em nghe. Who is saying? I don't know. It should have like Dạ bây giờ anh Luận bảo là có nghe nhưng không có mic thì anh có gì anh Luận có câu hỏi á thì anh cứ nhắn phần này là em sẽ thấy được tin nhắn của anh nha. Còn bây giờ bên em sẽ bắt đầu cái phần buổi học hôm nay thì tạm thời em sẽ tắt mic của mọi người lại để nó không có bị nhiễu tiếng ồn á. Rồi mọi người trong lúc nghe mà có câu hỏi gì thì có thể nhắn vào cái chỗ mà giơ tay thì có thể giơ tay để phát biểu, có thể giơ tay để hỏi câu hỏi. Xong rồi phần trình bày này sẽ khoảng một tiếng thì cái phần sau đó sẽ là phần hỏi và đáp thì bạn có thể hỏi giữa chừng hoặc là hỏi phần phía sau đó cũng được. Rồi anh Luận có biết rồi. Dạ ok anh, bây giờ em bắt đầu nha. Thì anh ngồi bên em là anh kỹ sư tên Willy thì anh sẽ trình bày cho mọi anh sẽ giới thiệu cái phần này cho mọi người bằng tiếng Anh rồi anh sẽ dịch sang tiếng Việt. I want to record. Ok. Rồi mọi người có thấy cái màn hình mà bên em chia sẻ ra không ta? Can you see? À, ok. Ok. So, good morning, sirs. My name is Willy. I am technical support engineer from Thai Engine and I am from Indonesia. Okay, so today I will talk about the ESP fundamental and performance analysis.
So in the content, there will be ESP basic concept, ESP operating range, ESP collecting efficiency, factors that affect ESP performance, and ESP process for industrial. Dạ, hôm nay thì bên em sẽ trình bày về những cái lý thuyết cơ bản của cái lập bù tĩnh điện. Thì đây là bài đầu tiên trong cái chương trình mà đào tạo online. Thì mình sẽ có những bài tiếp theo và sẽ những cái kiến thức sau này nó đều dựa vào cái bài cơ bản hôm nay. Như vậy là cái bài này sẽ rất là quan trọng này. Thì bài hôm nay sẽ có 5 phần chính. Thứ nhất là những cái phần cơ bản về lập bù tĩnh điện. Cái thứ hai là vận hành của lập bù tĩnh điện. Và cái tiếp theo, cái số 3 đó là cái công thức tính hiệu suất thu bùi của lập bù tĩnh điện của EB. Cái thứ tư là những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến hiệu suất của EB này. Và cái phần số 5 là những cái đặc điểm của cái lọc bụi trong từng ngành công nghiệp khác nhau, thì mình sẽ tập trung vào ngành xi măng. Okay, so as we know, for the ESP, we have the TR set, transformer rectifier set on the rooftop, and then it will be connected to the DE system inside the ESP through the support insulator here. And for the heating system, either you have the purge air heater or you will have ring heater by its support insulator. And for the wrapping insulator, we'll have also the heater by itself. And inside the ESP, you will see the collecting electrode, discharge electrode, the wrapping system for CE, and the wrapping system for DE, and then the dust will be dislodged into the hopper at the bottom. Later on, we will also talk about the difference between the large grain and then the small grain. Dạ, phần này thì mình thấy được cái sơ đồ cơ bản của một cái lọc bùi tĩnh điện. Thì nó bao gồm các phần điện thì như là máy biến áp này, những cái sứ cách điện cao áp, cái hệ thống sấy sứ. Và điện từ máy biến áp nó sẽ đi vào bên trong cái đường lọc bùi và nó dẫn trực tiếp vào trong cái hệ thống cực phóng. Thì cực phóng lúc này nó sẽ phóng ra điện tích âm. Và ở phần này là phần dưới phễu, thì mình sẽ có những cái một số cái thiết bị nó phụ trợ, ví dụ như là thiết bị đo mức hoặc là sấy phễu. Và đây là cái dàn búa gõ, sẽ có cái motor búa gõ ở đây. Thì như mình thấy cái mô hình 3D của nó, thì cái phần màu vàng là phần cực phóng, màu xanh là tấm cực lắng, những cái sứ treo cực phóng phía trên. Thì búa gõ có thể là búa gõ dạng búa hoặc là búa gõ dạng gọi là dạng Mickey. Và ở phần tiếp theo thì mình sẽ nói về cái lực tĩnh điện nó tác động lên những cái hàm bụi có kích thước lớn nhỏ khác nhau, thì nó sẽ mang được kết quả khác nhau như thế nào. Okay, so as we know, then there are several type of dust collecting device. So the common one here, we have the cyclone or scrubber, ESP, and then backhouse filter. The difference is only the ESP using the electrical force, and then the ESP has the lowest delta pressure or the pressure drop. This one we want to emphasize because as the pressure drop is low, then the required ID fan size is also small. So if you see this one cyclone or scrubber 250, backhouse filter 200, then it means it will require bigger ID fan size, then it will affect on the operational cost. But for the efficiency, we know that the backhouse filter is the most efficient one with 99% because it will just suck everything. But there are some disadvantages for the backhouse, which is back filters are not good for moist dust. The cloud back life only lasts until 1.5 to 3 years. And the filter material above 200 degrees Celsius is expensive, so it's not suitable for the cooler ESP with the higher temperature, and periodically clean by shaking or black flushing, which means then you will need compressed air 5 to 10 hours at 1000 cubic feet per minute, and then high temperature and periodic cinder from boiler can cause fire problem. As we know, the back house is made of cloth. Yeah, ở đây mình sẽ có ba cái hệ thống mà thu bụi khác nhau. Nó sẽ có ba cái hệ thống thu bụi khác nhau, thì có thể là dùng cyclone hoặc là dùng lọc bụi tĩnh điện hoặc là dùng lọc bụi túi. Thì mỗi cái hệ thống nó sẽ có những cái đặc điểm, những ưu và nhược điểm riêng. Ví dụ như mình thấy ở đây là hai cái hệ thống cyclone với lọc bụi túi thì nó sẽ thu bụi bằng cái lực cơ học, tức là nó sẽ hút bụi vào bằng cái phương pháp cơ học. Còn đối với lọc bụi tĩnh điện thì nó sẽ dùng điện. Cái phần delta B này tức là cái độ sụt áp giữa đầu vào và đầu ra, thì mình thấy là cái sụt áp của lọc bù tĩnh điện là thấp nhất, còn cái sụt áp của lọc bù tĩnh của hai cái hệ thống còn lại thì nó sẽ cao hơn. Thì cái phần này nó sẽ ảnh hưởng đến cái kích thước cái quạt hút,
Thì nếu mà độ sụt áp nó càng cao thì cái quả ốc phải càng lớn và nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí vận hành cũng như là cái hệ thống phía trước, những hệ thống sản xuất ở phía trước cái lò bù tĩnh điện này. Và còn về cái hiệu suất thì mình thấy là hiệu suất nó tăng dần từ xi lăng lên lò bụi túi, trong đó cái lò bụi túi hầu như nó thu được hầu như tất cả các hạt bụi luôn, tại vì cái lò bụi túi này nó sẽ chặn bụi ra ngoài và hiệu suất của nó sẽ lớn hơn 99%, còn lò bụi tĩnh điện từ 95 đến 99, 95 đến 99%. Thì mặc dù cái lọc bụi túi nó thu được hầu như là sạch sẽ bụi nhưng mà nó sẽ có một số cái nhược điểm, ví dụ như là nếu mà bụi nó bị ẩm thì lọc bụi túi nó sẽ không hiệu quả, tại vì lọc bụi ẩm nó dính vào trong cái túi rồi thì lúc đó túi hầu như nó bị kẹt bụi. Và cái thứ hai là cái vòng đời của túi nó sẽ ngắn, có thể từ 1,5 năm đến 3 năm tùy chất lượng và loại túi, và nếu mà trong cái môi trường vận hành của lọc bụi nó cao, vì nó từ 200 độ C để lên thì cái chi phí để làm cái lọc bụi túi mà hoạt động trong cái môi trường nhiệt độ cao đó nó sẽ rất là cao, rất là đắt. Còn và cái nữa là nếu mà cái lọc bụi túi này nó dùng cái hệ thống mà rủ bụi bằng cái phương pháp là dùng sục khí nén vào để mà cho bụi nó rơi xuống á, thì cái áp suất khí nén này phải rất là cao và số cái dung tích khí nén cũng phải rất là nhiều. Vì vậy là cái chi phí mà vận hành nó cũng sẽ cao. Và một cái nữa là vì lọc bụi túi mà nó là bằng vải á, thì nó có thể xảy ra hiện tượng là cháy nổ nếu mà mình không có đảm bảo cái nhiệt độ bên trong nó được ổn định. Okay, so yeah, as we know, at the rooftop there will be the high voltage power supply, which is the TRZ, and then we have the CEDE inside the ESP, the ID fan. So we will talk about how the ESP turn the flue gas into the clean gas to stack. So the main parts inside the ESP is our discharge electrode and collecting electrode. The high voltage power supply will be connected to the DE, and then the DE will generate corona or the negative ion. So this one will be fly through inside the ESP, and then if there is particle between the DE and CE, the negative ion will be attached on the particle surface. And as the collecting electrode is grounded, so the neg particle with the negative ion will be attracted to the collecting electrode, and then the negative ion will be transferred to the ground. By the time the particle will be attached on this collecting electrode, and then at this time we will need the wrapping system to dislodge the dust to the hopper. Vừa rồi là cái mô phỏng cái quá trình hoạt động của lọc bụi tĩnh điện. Thì như mình thấy là cái thanh cực phóng của mình nó sẽ tích điện âm, bởi vì nó nhận điện từ mấy cái ác xuống và nó sẽ phóng ra cái điện âm. Thì cái điện âm này nó sẽ tích vào trong lọc bụi, trong cái hạt bụi khi mà bụi nó đi qua. Thì lúc này cái tấm bảng cực lắng của mình á, là thiết bị nối đất và nó sẽ có điện dương, vì vậy nên hai cái điện tích mà trái dấu thì nó sẽ hút nhau. Và cái điện tích âm thì nó sẽ đi theo cái đường nối đất lên để đi xuống. Sau một khoảng thời gian thì bụi nó sẽ bám trên cái tấm tấm cực lắng thì nó nhiều lên, thì lúc đó cái búa gạo hoạt động thì nó sẽ làm bụi rơi xuống. Thì đây là cái quá trình vận hành của lọc bụi tĩnh điện. Okay, so for the flow inside the ESP, we know that there are two kinds of flow. The first one is the air flow, which is parallel with the CEDE arrangement. And then the second one is the flow, which is generated because of the negative ion. We call this one is attraction velocity or migration velocity. So because of these two kinds of flow, then the trajectory of the particle will be like this. So what's the difference between the large and small particle? The large particle will have more surface, so there will be more negative ion attached on them, while the small particle will have less negative ion. So it means the large particle will have more migration velocity, then it will be easier to collect. Đây là cái phần mình sẽ nói về cái lực hút giữa cái điện tích âm và điện tích dương. Thì những cái đường màu xanh này là những cái hàng tấm cực lắng. Thì trong bên trong cái lọc bụi tĩnh điện thì những hàng tấm cực lắng này nó sẽ đặt song song với cái đường gió vào. Thì khi bụi nó bay vào bên trong lọc bụi thì bụi nó sẽ bay song song vào những cái tấm bảng cực. Thì lúc này sau khi mà bụi nó tích điện âm thì lúc này sẽ có hai cái lực tác động lên cái hạt bụi này. Thứ nhất là cái hướng gió và cái thứ hai là lực hút tĩnh điện, tức là lực hút giữa lực âm cái điện tích âm và điện tích dương. Thì
như mình thấy trong trường hợp này là lực, đây là cái đường lực đường gió và cái đây là đường lực của tĩnh điện, thì cái đường di chuyển của cái hạt bụi này sau khi được tích điện á, thì nó sẽ đi theo cái đường này. Và đối với những cái hạt bụi mà có cái kích thước lớn thì nó sẽ được tích rất là nhiều đường tích âm, chính vì thế nên cái lực hút tĩnh điện nó cũng sẽ lớn và cái đường đi của nó sẽ ngắn hơn. Đối với những cái hạt bụi nhỏ thì nó chỉ sẽ tích được một nó sẽ tích được, ví dụ ở đây là có một điện tích âm thôi, tức là cái nó mang ít điện tích âm hơn, thì cái lực hút tĩnh điện nó sẽ nhỏ hơn, trong khi cái lực gió thì nó sẽ như nhau đối với từng hạt bụi, tại vì gió thổi đi mà nó cùng một luồng gió, thì cái đường vận chuyển của nó, cái đường mà nó được hút vào trong tấm cực lớn nó sẽ dài hơn. Vì vậy là những cái hạt bụi lớn á, thì nó sẽ thường nó sẽ được thu lại ở những cái trường đầu tiên, còn những cái hạt bụi nhỏ nó sẽ bay xa hơn và đến những cái trường sau cùng. Thì vì vậy nên cái trường số 4 thì sẽ tích được những cái, mặc dù ít bụi nhưng mà đa số đều là hầu như đều là những cái bụi mịn. Okay, so theoretically speaking, each field of the ESP can collect 70 to 80% of the total material. So you see this one, for example, we have the four fields ESP. So if like 100% of the dust go inside the ESP, then the first field will collect 80%, second field 16%, 3%, 0.75%. So the ESP will have 99.75%. So in the first field, we know that 100% of the dust go inside the field, so it will have the highest dust concentration, which will suppress the MA. So the MA in the first field will be the less, and then it will increase to the following fields, while the KV will be the highest in the first, and then it will be decreasing to the following field. The highest concentration, of course, will also decreasing to the following field. But you need to be noted that this is only theoretical. In the fact, then the KVMA will be both low at the first field and then it will increase to the following field. À, về mặt lý thuyết của cái lọc bụi tĩnh điện á, thì mỗi trường lọc bụi nó sẽ thu từ 70 đến 80% tổng cái lượng bụi mà đi qua nó. Ví dụ như tổng lượng bụi đầu vào là bụi tĩnh điện mình là 100%, thì ở trường thứ nhất nó sẽ thu được 80% của nó và còn lại 20% nó bay qua trường tiếp theo. Và ở trường số 2 thì 80% của 20% này tức là 16%, và còn lại 4% sẽ đi tiếp tới trường số 3. Như vậy là ví dụ như lọc bụi mình có 4 trường lọc bụi đi, thì sau khi đi qua 4 trường lọc bụi trong cái điều kiện là phần điện và phần cơ khí đều tốt, thì nó sẽ thu được cái hiệu suất là 99,75%. Và trong trường hợp mà mình nếu có 3 trường lọc bụi, hiệu suất của nó là 99%. Và đối với từng trường khác nhau thì cái lượng bụi nó quá cũng khác nhau, tại vì cái lượng thu nó khác nhau đó. Tại nên cái trường đầu tiên và trường số 2 là hai cái trường thu nhiều bụi nhất, lúc này nó đã thu được tổng cộng là 96% tổng lượng bụi, và còn lại những cái hạt bụi nhỏ thì sẽ bay vào trường số 3 và trường số 4. Đối với cái điện áp và dòng thứ cấp thì theo lý thuyết thì giờ cái điện áp nó sẽ giảm dần từ trường đầu vào đến trường đầu ra, tức là đường 1 đến trường 4, còn cái dòng thứ cấp nó sẽ tăng dần. Nhưng mà trên thực tế là bởi vì do cái trường đầu tiên cái lần bụi nó quá nhiều đi nên cả dòng và áp thứ cấp nó sẽ đều thấp hơn, và đến những cái trường sau thì nó sẽ tăng dần lên. Okay, so the next one will be the ESP operating range. So this value and parameter is actually used by the OEM to design the ESP. So we have the gas velocity 0.5 to 1.5, which will design the ESP sizing. Migration velocity 0.02 to 0.15 meter per second to decide the ESP sizing and DE shape. The pressure drop, we talk about this, then it's to design the ID fan. Gas treatment time 10 to 30 second. For the electrical fuel, we have the energy consumption 0.3 to 1.8 kilowatt per normal meter cube, and then the what's important here is the current density 0 to 0.1 to 1 MA per square meter, which will decide the TR set sizing. The ESP capacity itself, it can process the inlet dust 1 to 50 gram per normal meter cube, and it's capable to make the outlet dust between 10 to 120 milligram per normal meter cube. Dạ, phần này là mình đang đi đến phần số 2 là những cái khoảng vận hành, những cái khoảng thông số vận hành của lọc bụi tĩnh điện. Thì những cái thông số này, thứ nhất là nó được những cái nhà sản xuất, những cái nhà xây dựng lọc bụi đầu tiên họ sẽ tính toán để đưa ra cái thiết kế cho lọc bụi của nhà máy mình. Và nó còn có tác dụng là trong trường hợp là mình muốn cải tạo hoặc là
mình muốn tăng cái hiệu suất là buồng tĩnh điện lên á, thì mình sẽ dùng dựa vào những cái thông số thiết kế của cái nhà xây dựng ban đầu, và mình sẽ đưa ra những cái phương án nó cải tạo khác nhau. Ví dụ như về phần cơ khí thì ở đây sẽ có một số cái thông số, ví dụ như là cái tốc độ gió là bao nhiêu, cái lực hút tĩnh điện là bao nhiêu, độ sụp áp cũng như là cái thời gian mà bụi nó đi từ đầu vào đến đầu ra là bao nhiêu, thì mình sẽ xem thử cái thông số mà mình có lọc bụi của bên mình được thiết kế là ở khoảng nào. Về phần điện thì sẽ có những thông số, ví dụ như là cái mức độ tiêu thụ điện năng là bao nhiêu kilowatt trên 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 cái lượng khói, hoặc là cái mức độ gọi là cái mật độ điện, cái mật độ dòng trên 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 cái thể tích của lọc bụi tĩnh điện, thì mình biết được là ví dụ như các cái thông số này mình sẽ tính được là cái máy biến áp nó phải bao lớn thì nó mới đủ. Và về mặt vận hành á, thì thông thường một cái lọc bụi tĩnh điện nó sẽ cho phép hoạt động trong khoảng là bụi đầu vào từ 1 đến 50 gam newton mét khối, và ở đầu ra sẽ cho khoảng từ 10 đến 120 mg newton mét khối. Okay, the next one is about the ESP collecting efficiency. Then we have the collecting efficiency equation by the Dutch Anderson. And then from this equation, we know how to increase the efficiency to the maximum. We need to increase the migration velocity, we need to increase the collecting area, we need to decrease the gas flow rate. But if we decrease the gas flow rate, it means we also decrease the production rate. So what we can do is only increasing the migration velocity and also collecting area to increase the efficiency. Yeah, phần số 3 thì mình sẽ đi đến cái công thức mà tính hiệu suất của lọc bụi tĩnh điện. Thì cái công thức này gọi là công thức Dutch Anderson. Thì công thức này là tên của hai nhà khoa học mà người đã sáng chế ra cái lọc bụi tĩnh điện này. Thì theo cái công thức này thì hiệu suất lọc bụi tĩnh điện nó sẽ bằng 1 trừ đi E mũ omega A chia cho Q. Thì trong đó là omega là cái lực hút tĩnh điện, tức là cái lực hút giữa điện tích âm và điện tích dương mà mình nói ở phần trước. Cái A là cái thể tích của lọc bụi tĩnh điện. Thì cái thể tích này nó sẽ bằng tổng tiết diện của tất cả các tấm cực lắng bên trong lọc bụi tĩnh điện. Ví dụ như một trường lọc bụi của mình có 30 hàng điện cực lắng, và mỗi hàng có 7 tấm chẳng hạn, và mỗi tấm nó có tiết diện là cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, thì mình sẽ tính tổng cái tiết diện của tấm cực lắng đó. Và cái Q là cái nồng độ gió, nồng độ khói trong gió, thì cũng có thể gọi là cái lưu lượng khói. Thì để theo công thức này mình thấy là để tăng được cái hiệu suất lọc bụi tĩnh điện á, thì mình có thể tăng cái lực hút tĩnh điện hoặc là tăng cái tiết diện thu bụi và giảm đi cái lưu lượng khói. Tuy nhiên giảm lưu lượng khói có nghĩa là mình phải giảm tải của cái dây chuyền sản xuất. Thì cái yếu tố này thì thường không được tính đến, tại vì mình không thể giảm cái năng suất của dây chuyền của mình được. Vì vậy thông thường mình sẽ tác động lên hai cái yếu tố phía trên này để mà tăng hiệu suất của lọc bụi tĩnh điện. Okay, so this is to show you the experiment, which is this needle is the discharge electrode, and then this plate is the collecting electrode. So when the needle is connected to the power supply, then you will see that the candle is like blown away. The one that blow the candle, we call this one electric wind. Then this wind have the migration velocity. Yeah, đây là một cái thí nghiệm mô tả về hoạt động của lọc bụi tĩnh điện. Thì ở đây có một thí nghiệm nhỏ là một cái đinh sẽ tượng trưng cho thanh cực phóng, và cái tấm tròn này là tấm cực lắng. Và khi mà họ cấp điện âm cho cái tấm cực phóng, thanh cực phóng, và cái điện dương cho tấm cực lắng, thì lúc này sẽ có một cái luồng gió mà nó hút cái ngọn nến về phía tấm cực lắng. Như vậy cái này người ta gọi là cái gió điện, và cái gió điện này chính là cái lực hút tĩnh điện bên trong lọc bụi tĩnh điện. Okay, so why we talk a lot about the migration velocity? Because this migration velocity will be varied depends on the application. So for example, here for the cement process, wet and dry process, the migration velocity is different. So the OEM will also need this value to design the different size of the ESP. So wet process 10.1 to 11.3, the dry process 6.4 to 7, and this one, yeah, as I said, it's used to determine the sizing of the ESP and then predicted the collecting efficiency, which is usually 90 to 95%, and then this one will be varied with the KV, temperature, moisture, and so on. Yeah, đối với cái phần mà lúc tĩnh điện, cái vận tốc của lúc tĩnh điện này tính theo centimet trên giây là cái thông số omega trong cái công thức tính hiệu suất á.
thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với hiệu suất của bộ tính điện. Thì trong cái ngành xi măng của mình thì nó có hai cái quy trình là quy trình ướt hoặc là quy trình khô. Thì mỗi cái quy trình nó sẽ có một cái thông số lý tưởng khác nhau. Ví dụ như ở sản xuất xi măng theo quy trình khô thì cái lực hút tĩnh điện này nó phải từ 6.4 đến 7.0 để mà nó đạt được cái hiệu suất như mong muốn là từ 90 đến 95%. Và để mà đảm bảo được cái thông số này thì mình phải tính được là cái kích thước của lọc bù tĩnh điện bao nhiêu là đủ. Và đồng thời những cái điều kiện khác, ví dụ như là điện cấp vào phải bao nhiêu áp, bao nhiêu kilovol, nhiệt độ hoặc là độ ẩm vận hành phải trong ở cái mức nào. Okay, so to make sure the collecting efficiency is the highest, it will depends on the corona power ratio. So this corona power ratio is related to the KV and MA. So the maximum corona power ratio is around 470 to 530. Then we need to make sure that the ESP performance KV and MA is the highest. But there to secure the high collecting efficiency, then we need the large discharge current and then the low gas flow. But this discharge current can be suppressed by the space charge effect and then the poor alignment. Yeah, cái phần sơ đồ này là mình sẽ tính được là cái mức độ tiêu thụ điện năng cho lọc bù tĩnh điện là bao nhiêu watt, bao nhiêu kilowatt trên một cái thể tích lọc, trên một cái thể tích bụi. Và ví dụ như cái bụi mình cái lọc bù tĩnh điện của mình một tiếng nó có thể có bao nhiêu cái thể tích này thì nó sẽ tiêu thụ bao nhiêu kilowatt điện, và cái số tiền mình bỏ ra là bao nhiêu. Thì ví dụ này là tính theo cái đồng tiền của Indonesia. Và để đảm bảo cho cái lọc bù tĩnh điện nó có hiệu suất cao thì thứ nhất là mình phải đảm bảo được là cái dòng nó phải cao, và thứ hai là cái dòng thứ cấp phải cao, và thứ hai là cái lưu lượng khói phải thấp. Thì lưu lượng khói thấp như đã nói ở trước là cái nó liên quan đến cái công suất của cái dây chuyển suất của mình, thì thông thường mình sẽ không tính đến cái phương án này. Và vì vậy nên mình phải đảm bảo là cái dòng nó phải cao. Và thông thường cái dòng này nó bị ảnh hưởng, thường nó sẽ bị giảm bởi thứ nhất là cái khoảng cách giữa điện cực nó bị thay đổi. Ví dụ như cực thu và cực phóng nó bị vi phạm khoảng cách. Ví dụ khoảng cách mình là 200mm đi, nó còn 150 chẳng hạn. Thì lúc đó sẽ có phóng điện, tình trạng spark xảy ra. Thì lúc đó là cái dòng nó sẽ bị thay đổi. Và cái video này nó cũng là một cái thí nghiệm về cái quá trình vận hành của lọc bù tĩnh điện. Thì lúc này trong cái mô hình thí nghiệm này thì sẽ có một cái ống tròn tượng trưng cho tấm cực lắng và một cái thanh cực phóng ở phía trong. Thì lúc này người ta sẽ nối với điện âm cho cực phóng và điện dương cho cực lắng. Ở phía dưới này thì họ sẽ tạo ra một cái luồng bụi, luồng khói bằng một cái chất gì đó. Thì lúc này khói nó sẽ bay lên. Và mình thấy là khói nó bay lên ở trên cái miệng ống ha. Thì khi mà họ cắt một cái dòng điện áp cho cái điện cực phóng thì lúc này khói nó biến mất. Và khi họ giảm cái điện áp đi thì khói nó lại bay lên lại. Và kết quả của cái quá trình này sau một thời gian nhìn thấy là có những cái bụi nó tích trên cái ống này, tức là sau khi mình tích điện cho cái tích điện âm cho cái tấm cho cái thanh cực phóng này và cái điện dương cho cái ống này thì lúc này bụi nó được hút vào trong cái thành ống, và nó mô tả chính xác cái quá trình hoạt động của lọc bù tĩnh điện trên thực tế. Okay, so the next one we will talk about the factor that affecting ASP performance. So by this equation that's understand, then we need to make sure the migration velocity is the highest, collecting area is the highest, gas flow rate is the lowest. So we have the primary parameter, secondary parameter. So later on we will go through this parameter one by one. Phần thứ tư này là mình sẽ đi đến những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến hiệu suất lọc bù tĩnh điện. Thì có hai nhóm yếu tố riêng biệt. Thứ nhất là cái nhóm yếu tố chính là những cái yếu tố mà nó sẽ tác động trực tiếp lên cái công thức tính hiệu suất lọc bù tĩnh điện này. Thì bao gồm những cái yếu tố như phần này thì em sẽ giải thích kỹ hơn từng yếu tố ở phần sau. Và cái nhóm yếu tố thứ hai là nhóm yếu tố phụ hoặc là nhóm yếu tố thứ cấp. Thì cái nhóm này có nghĩa là sẽ bao gồm những cái nhân tố mà nó không ảnh hưởng trực tiếp đến công thức này nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu suất của lọc bù tĩnh điện. Thì thứ nhất mình sẽ đi vào những cái nhóm yếu tố sơ cấp là nó ảnh hưởng đến cái công thức tính.
Okay, the first parameter is the particle size, which will affect the omega with the migration velocity. We talk about this, that the bigger particle will have the more migration velocity. The problem here is the submicron particle, which is difficult to charge. And then to solve this problem, for cement plant, usually then we will have the water spray, and then this one usually installed in the cooler ESP to make agglomeration on the dry dust, which because of the high temperature in the cooler ESP. So if the particle will become large, and then it will have it will obtain the large charge in a very short time, and then reach the collecting electrode with the high velocity. So in the case that you want to check the particle measure in size, then you can do the measurement on the laboratory by sedimentation and elutration method. Vâng, cái yếu tố thứ nhất thì mình sẽ đi đến cái kích thước của hạt bụi. Thì như mình đã nói, cái phần em đã nói ở phía trước là những cái hạt bụi lớn nên nó sẽ tích nhiều điện âm hơn là những hạt bụi nhỏ. Vì vậy những cái hạt bụi nhỏ thì nó sẽ rất khó để thu bụi. Nếu mà mịn quá thì nó sẽ bay ra luôn chứ nó không được thu lại. Thì để giảm thiểu được cái tình trạng này á, thì mình sẽ có một vài phương pháp. Ví dụ như đối với những cái ngành hàng như là nhiệt điện đi, những ngành công nghiệp như nhiệt điện thì thường họ sẽ bơm thêm cái ammoniac vào. Còn đối với xi măng thì thông thường sẽ làm cái hệ thống phun nước. Thì cái hệ thống phun nước mà bạn phun hơi thì nó có hai, ngoài cái tác dụng là nó sẽ làm giảm cái nhiệt độ đầu vào, những nhiệt độ của dòng khói đầu vào, thì nó còn có tác dụng nó làm cho những cái hạt bụi này nó được ẩm hơn một chút và nó sẽ dính lại với nhau, tạo thành những cái hạt bụi kích thước lớn hơn. Thì những cái hạt kích thước lớn hơn thì nó sẽ tích nhiều đường âm hơn, thời gian mình thu sẽ ngắn hơn và cái lực hút tĩnh điện cũng sẽ lớn hơn và dễ thu hơn. Và để kiểm tra cái kích thước hạt bụi của nhà máy mình thì mình có thể gửi mẫu đến cái phòng thí nghiệm và họ sẽ làm cái phương pháp để đo cái kích thước của nó. Okay, the next parameter is about the gas velocity which affecting the gas flow rate. We don't want too high velocity, and then we don't want too low velocity. If it's too high, then it will have short residence time, then the ESP will be blown out, then poor gas flow distribution. If it's too low, some plates are not adequately utilized, and then it will cause dust build up at the ductwork like this, or even the gas distribution screen. Yếu tố thứ hai và nói ở đây là cái tốc độ gió. Thì tốc độ gió này nó sẽ ảnh hưởng đến cái lưu lượng khói, là cái quy trong cái công thức á. Thì nếu mà cái vận tốc khói này nó quá cao hoặc là quá thấp đi, thì nó sẽ đều ảnh hưởng không tốt đến là bụi tĩnh điện. Ví dụ như nếu mà cái tốc độ gió quá nhanh, thì gió từ đầu vào, khói từ đầu vào lò bụi nó sẽ rất nhanh sẽ đi ra tới đầu ra, và lúc này là không có đủ thời gian để mà nó được tích điện cũng như là được thu lại. Còn trường hợp mà tốc độ gió quá chậm thì gió quá chậm thì những cái hạt bụi nặng nó sẽ bị rơi xuống ở những cái trường đầu tiên, nó sẽ bám vào cái hệ thống dự nhiên tấm chi gió hoặc là cái hệ thống mà cái phễu đầu vào của lò bụi tĩnh điện. Thì lúc này nó sẽ là một cái tấm chắn, và nó sẽ không cho phép những cái bụi phía sau nó được phân phối đồng đều bên trong lò bụi tĩnh điện nữa, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến cái hiệu suất, cái sản giảm hiệu suất. Okay, the next parameter is uniform gas distribution. This one will affecting the collecting area. So we need to make sure the gas flow go inside the ESP is uniform like this. So if there are broken GD screen area, then the gas flow will intend to flow to those area. So the flow will be unbalanced. So in order to check if the gas flow is uniform or not, we can do a test. We call it GD test by using the anemometer. And then the result of the test should comply with the ICAC EP7 Institute of Clean Air Companies, which the goal is like 85% of the velocity should less than 1.15 the Phi average, and the 99% of the velocity should be less than 1.4 Phi average. Gió đi vào bên trong lò bụi tĩnh điện thì nó có được phân bố đồng đều hay không. Ví dụ như mình thấy ở đây có hai trường hợp, là nếu mà nó phân phối đồng đều thì gió mà khi từ cái đầu vào nó sẽ ở những vị trí giống nhau thì sẽ có cái lượng gió giống nhau. Còn trong trường hợp ở đây có một vài cái tấm chi gió hoặc tấm chi khói nó bị bung ra hoặc là bị vỡ, thì lúc này gió nó sẽ khói sẽ tập trung vào những cái đầu này, và ở khu vực này nó sẽ có nhiều bụi hơn. Và trong trường hợp mà bụi này nó quá nhiều làm cho cái cực thu cực phóng của mình nó không thu hết được, thì lúc này cái hiệu suất nó sẽ giảm.
Thì ở đây là một số cái yếu tố, ví dụ như ở đây này, mình thấy ở đây bị vỡ ha, thì khói ở đây nó bị nhiều hơn là những cái vị trí khác, thì lúc này cái hiệu suất thu bụi ở những cái vị trí khác nhau nó sẽ khác nhau. Và để kiểm tra là cái mức độ mà phân phối gió đồng đều bên trong lọc bụi nó có được đảm bảo hay không ấy, thông thường họ sẽ làm một cái kiểm tra về cái lưu lượng gió, ta sẽ gắn nhiều cái gắn nhiều cái máy đo ở những vị trí khác nhau, sau đó sẽ tính toán, mình sẽ thu thu cái thông số lại và tính toán. Thì thông thường để thông thường thì theo cái công thức tính của cái hiệp hội mà không khí sạch đó, thì nó phải đảm bảo ở trong cái ngưỡng là dưới 85% ở ngưỡng này và 99% ở ngưỡng này, thì có nghĩa là cái lọc bụi của mình đang được phân phối gió một cách đồng đều. Còn nếu ở nó ngoài cái ngưỡng này, tức là nó không hiểu, nó không có đảm bảo, nó không có được Okay. không So được. if from the test you know that there are some imbalance flow, then we can do some flow correction by installing the guide fan, bevel plate, or even additional perforated plate, just like shown in the photo. Dạ, ở đây là một số trường hợp nếu mình kiểm tra mình thấy là phát hiện là cái lọc bụi bên mình á, gió đi vào nó không có được phân chia đồng đều ra, thì mình sẽ làm một số cái hiệu chỉnh. Ví dụ là mình sẽ lắp thêm những cái van điều hướng ở đây, cái tấm như là tấm chiêu gió đầu vào này, hoặc là những cái tấm chiêu gió đầu 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 ra, thì mình sẽ cải thiện được tình hình. Okay, now we talk about the dust resistivity. So this means like the ability of the dust to be charged. So if you have high dust resistivity, it means the dust is not easily to be charged. Then if it's low, then it will be easy to charge, but also will easy to lose the charge. So this the resistivity of the dust is affected by the chemistry, porosity, temperature, and so on. And this parameter will be used by the OEM to design the gas passage. If the OEM face the low resistant dust, they will choose 300 millimeter gap. Then if they face the high resistant dust, they will choose the 400 millimeter gap. Why? Because the wider space allows larger DC voltage apply. Okay, and then for example, for the power plant, then low sulfur coal will possess a high resistivity dust, so it will need the gas conditioning by injecting the SO3. Yep. Cái yếu tố tiếp theo mình sẽ nhắc đến đó là cái điện trở của bụi. Thì điện trở của bụi này là một yếu tố rất là quan trọng, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái lượng tĩnh điện. Bởi vì khi mà bụi nó có điện trở càng lớn, thì tức là cái khả năng mà nó tích được điện, tích âm vào nó càng khó. Nó càng khó được tích điện và lúc đó nó càng khó được thu lại. Còn điện trở bụi mà có điện trở thấp thì nó sẽ dễ tích điện hơn, nhưng mà nếu mà quá thấp thì nó rất dễ bị tích điện nhưng cũng rất dễ bị mất cái điện tích đó. Và những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái điện tích của bụi thì bao gồm ví dụ như là cái thành phần hóa học của nó, hoặc là nhiệt độ vận hành, cũng như là cái môi trường hoạt động của nó, độ ẩm nó bao nhiêu và những cái yếu tố khác nữa. Thì đối với bụi mà có điện trở thấp á, thì thông thường cái khoảng cách giữa hai cái điện cực lắng hoặc là hai cái điện cực phóng nó sẽ khoảng là nó sẽ ở mức là 300 mm. Còn đối với những bụi mà có cái điện trở cao á, thì cái khoảng cách của nó là 400 mm. Bởi vì khi mà cái khoảng cách giữa hai điện cực nó càng lớn á, thì nó cho phép là cái điện áp mà mình cấp từ máy biến áp vào bên trong lọc bụi á, nó sẽ càng cao. Tức là ví dụ khoảng cách 400 đó thì cái kV nó sẽ cao hơn là cái khoảng cách 300. Thì lúc này cái điện cái kV nó cao thì nó sẽ thắng được cái điện trở của bụi, và lúc đó là bụi nó sẽ được tích điện. Bởi vì lúc đó điện cái kV nó cao hơn. Và một số trường hợp ví dụ như là nhà máy nhiệt điện đi, họ dùng cái họ đốt cái than mà có cái hàm lượng sulfur thấp, thì lúc này sulfur thấp nó làm cho điện trở nó bị cao. Thì lúc đấy họ sẽ phải làm cái động tác là thêm cái phụ gia sinh phát này vào trong cái đường khói. Okay, for the dust resistivity, we don't want too low, we don't want too high, then this is the appropriate number for the dust resistivity, which is 10 power 10 to 10 power 11 ohm centimeter. This one we consider as the moderate resistivity, which have the high migration velocity, then of course it will cause the high collection efficiency of ESP.
Và ở đây là mình sẽ có cái bảng về cái điện đo có bụi. Thì điện đo có bụi ở cái mức lý tưởng mà đem lại cái hiệu suất lọc bụi ngang nhất đó là khoảng 10 mũ 10 đến 10 mũ 11 ohm cm. Thì nếu mà cái cho bay của mình mà có cái điện trở kháng, điện trở ở trong cái mức này, tức là cái trong cái mức lý tưởng. Còn nếu thấp hơn á, thì nó sẽ thấp, thì nó làm cho lọc bụi, cái hiệu suất lọc bụi bị thấp. Và nếu cao hơn á, tức là điện trở cao, lúc này điện trở cao thì hiệu suất lọc bụi cũng sẽ thấp. Okay. So for the call con the we can skip this one. Then we, this one more important because of the ash content on the cement plant. Basically is have this chemical component. We have the silica, alumina, calcium oxide. This one is this chemical component is like is from the raw material of the cement. And this chemical component will increase the resistivity. So if you do a laboratory test and then you find out that your silica plus alumina plus calcium oxide is more than 80% of the ash content, then it means you have high dust resistivity. Đối với cái lò của nhà máy xi măng á, thì thông thường cái trao bay của nó là cái sản phẩm từ mình sản xuất xi măng ra, từ clinker ra. Thì cái hàm lượng các chất bên trong cái trao này đa số là silica, alumina và vôi. Thì nhôm và vôi. Thì ba cái loại này là sẽ ba cái thành tố chính. Và nếu mà ba cái thành tố này nó có cái hàm lượng trên 80% của tổng cái lượng trao bay, thì lúc này mình có thể đánh giá là bụi của mình nó có cái điện trở cao. Và khi điện trở cao thì nó sẽ khó được tích bụi, khó được tích điện và dễ là khó được thu bụi lại, hiệu suất cũng sẽ giảm. Okay. The next parameter is about the dust concentration. So yeah, we talk about this also in the previous slide, that the high dust concentration is happen usually in the first field because 100% of the dust is go into the first field. Then it will cause poor electric field stability, which will cause the corona block and then lower the spark voltage. It happens because the DE and the CE may have dust deposit on it. And then for the large fluctuation in dust concentration, usually happen because of the fluctuation on the production rate as well. And then this will cause the spark over discharge. Yeah. Cái yếu tố tiếp theo là cái mật độ bụi. Thì nó liên quan đến cái lỗ tĩnh điện. Thì thứ nhất là nếu mà mật độ bụi nó quá lớn, thông thường nó sẽ ra ở những cái trường đầu tiên, trường số 1, trường số 2, lúc này bụi nó còn quá nhiều. Thì lúc này nó sẽ làm cho điện trường nó không được ổn định. Và tại vì lúc này là có quá nhiều bụi, có thể là bụi tích vào điện tích và cực phóng hoặc là cực lắng, thì lúc này cái điện phóng ra nó sẽ không được phóng ra bên ngoài. Và nó sẽ có hiện tượng là bị cắt đi lỡ điện. Còn trường hợp thứ hai là cái mật độ bụi nó thay đổi liên tục lên xuống, thì lúc này sẽ có cái hiện tượng là có phóng điện xảy ra. Thì thông thường nó sẽ xảy ra khi mà Romeo on and off, right? This one. Trong trường hợp là cái nhiên liệu của mình nó đóng hoặc mở, thì lúc này cái lượng bụi đi vào trong cái lọc bụi nhiên liệu nó sẽ khác nhau, thay đổi gọi là đột ngột á, thì lúc này sẽ có cái hiện tượng là các điện sẽ có cái tiêu lượng điện phóng ra, lúc này cái hiệu suất lọc bụi cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ giảm. Okay, next parameter is about the collecting area. So this one will influence the ESP efficiency and then influence the material and maintenance cost. Because you may think that why don't we just install more collecting electrode, then it means the collecting area will be bigger, then the collecting efficiency will be bigger as well. But yeah, this one will have high material and maintenance cost. So the important thing here, we need the high migration velocity so we can reduce the collecting electrode area needed for the ESP. So the next parameter that's important here is also the aspect ratio. The aspect ratio here is between the length and the height of the ESP, which will be 1.322, which mean that the length of the ESP will be at least 1.3 times of the height. So if you have like 10 meter height of the ESP, then at least you will have 13 meter length of the ESP. With the same gas treatment time, the higher aspect ratio ESP will prevent the entrainment problem better than the lower aspect ratio one.
Dạ, phần này là cái tiết diện của tấm cực lắng, tức là cái thể tích thu bụi đó. Tiết diện của tấm cực lắng thì nó là A, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiệu suất lọc bụi tĩnh điện. Thì như mình biết là nếu mà lọc bụi tĩnh điện nó có nhiều tấm cực lắng hơn, hoặc là cái kích thước lọc bụi tĩnh điện nó càng lớn hơn thì cái hiệu suất nó càng cao hơn. Tuy nhiên người ta phải tính toán ở một cái mức độ cho phép, bởi vì khi mà diện tích lọc bụi nó cái kích thước nó quá lớn thì cái chi phí xây dựng cũng như là chi phí bảo dưỡng cũng sẽ tăng cao. Và một cái nữa là khi mà cái lực hút tĩnh điện giảm, cái phần này nó liên quan tới đến đến nhà máy nhiệt điện thì mình cũng không cần nhắc đến. Và cái một cái nữa là cái tỷ số giữa chiều cao và chiều dài của lọc bù tính điện thì nó thông thường ở mức là 1.3 đến 2. Thì như mình thấy là lọc bù tính điện thường nó có cái kích thước là nó sẽ dài hơn, chiều dài nó sẽ lớn hơn chiều cao. Và nó sẽ bởi vì khi mà chiều dài lớn hơn chiều cao này sẽ nó sẽ tránh được tình trạng là bụi nó bay sau khi được thu lại nó bay ngược lại vào và vào cái dòng khói và nó làm giảm cái diện tích giảm cái hiệu suất của lọc bụi. Okay, the next parameter is specific collecting area. We calculate this one by dividing collecting area and the gas flow rate. So the unit will be square meter the per cube meter per second. So the SEA is usually utilized to determine the required size of an ESP. So if the SEA is bigger, then it means the size of the ESP will also bigger. The problem here is when there is a kiln upgrade or boiler upgrade, which means higher capacity, it means have the higher gas flow rate. So this number will be bigger while the collecting area is stay the same. So it means your SEA will be lower. So if the SEA lower, it means that the efficiency is decreased because the SEA is required is not fulfilled. Dạ, cái công thức là SEA này nó được tính toán bằng cách là cái tổng tiết diện của tấm cực lắng chia cho cái lưu lượng khói đi vào lò bụi tĩnh điện. Thì cái con số SEA này nó sẽ cho mình biết được là cái lọc bụi tĩnh điện bây giờ nó có đang hoạt động trong cái mức cho phép bằng cái mức thiết kế hay không, hay là nó đang bị quá tải. Bởi vì trong trường hợp ví dụ như cái nhà máy xi măng của mình tăng cái công suất lên, ví dụ là từ 3.000 tấn một ngày lên 3.500 tấn một ngày đi, thì lúc này cái lưu lượng khói nó sẽ tăng lên. Và lưu lượng khói tăng lên trong khi cái lọc bụi tĩnh điện mình nó vẫn như cũ, mình không có xây thêm trường hay là mình làm gì hết, thì lúc này cái thông số SCA này nó sẽ bị tăng cao. Và khi nó bị tăng cao mà vượt quá cái thông số thiết kế ban đầu thì lúc này lọc bụi của mình nó đang quá tải, mình phải làm những cái công việc là nâng cấp cái lọc bụi tĩnh điện này lên để kéo cái thông số SCA này xuống lại và đảm bảo được cái phát thải bên trong phát thải của lọc bụi tĩnh điện mình. Okay, so this is the example for the cement plant. So in cement plant, we know that there are some ESP like raw mill ESP, cooler ESP, cold mill ESP, cement mill ESP, and they have different SEA. The biggest one in the cement plant will be raw mill with 90 to 110 SEA, and then cooler ESP 80 to 100, cold mill ESP 60 to 80, cement mill 70 to 80. Dạ, đối với nhà máy lọc bụi tĩnh với nhà máy xi măng á, thì mình sẽ có một vài cái loại lọc bụi khác nhau, ví dụ như là nghiền liệu này, làm mát này, nghiền than cũng như là nghiền xi. Thì mỗi cái loại lọc bụi nó sẽ có những cái tính chất khác nhau. Ví dụ như nghiền liệu thì nó sẽ cái liệu của nó sẽ là cái liệu thô sau khi mà đã đi qua lò. Còn đối với cái làm mát thì nhiệt độ đầu vào rất là cao, khoảng từ 300 đến 400 mình phải làm cái hệ thống nước hơi xương đã giảm nhiệt độ xuống. Còn với lọc bụi nghiền than á, thì thông thường ở đây là cái nếu mà than cái chất lượng thấp á, thì cái độ ẩm nó sẽ cao. Còn đối với lọc bụi nghiền xi thông thường nhiệt độ hoạt động nó sẽ lại thấp. Và mỗi cái lọc bụi khác nhau thì sẽ có những cái thông số SCA khác nhau để đảm bảo hiệu suất của nó. Okay, the next one we go into the secondary parameter. The first one will be particle re-entrainment. We usually happen at the hopper area here. So usually after we turn on the wrapping system, the dust on the CE and DE will be dislodged and then fall down to the hopper. And if there is no hopper bevel plate at the hopper area, the dust that go down to the hopper will be re-entrained by the airflow. So that's the important one of having the hopper bevel plate.
The second one, particle reentrainment can be happen because of the overwrapping, then especially happen at the last field. Then if the wrapping is too frequent on the last field, then particle reentrainment will happen. And the second one, second parameter is gas leakage. This one usually happen at the first and the last row of the CE near to the casing. Then we need the anti-snakage bevel plate installed to prevent the particle go to through this area, because the there is no DE, then the dust will not be charging there. Dạ, bây giờ vừa rồi mình đã đi qua những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái công thức tính dị xúc, và cái phần này là phần những cái yếu tố thứ cấp, tức là nó không ảnh hưởng đến cái công thức kia. Thì thứ nhất là mình sẽ đi vào cái hiện tượng là bụi nó bay ngược lại vào bên trong cái dòng khói. Thì nó xảy ra, thứ nhất là do nó sẽ ra ở cái vùng miệng phễu. Ví dụ ở đây khi mình muốn gõ thì bụi từ cực phóng cực lắng nó sẽ rơi xuống. Và khi nó vừa rơi xuống, nhưng mà do cái luồng gió nó thổi mạnh theo chiều ngang, thì lúc này bụi nó sẽ lại một lượng bụi nó sẽ được hút ngược trở lại và nó sẽ đi ra bên ngoài ống khói. Thì nó làm cho hiệu suất làm cho cái phát thải nó bị tăng. Và cái trường hợp thứ hai là búa gõ nó không phù hợp, thì nó thường sẽ ra ở những cái trường cuối cùng. Lúc này trường cuối cùng là những cái trường mà nó thu bụi mịn như mình nói ở trước á. Thì những cái bụi mịn này nó có cái kích thước rất là nhỏ, và mình phải cần cái thời gian chờ để búa gõ nó phải dài hơn, để lúc đó bụi nó đóng thành những cái lớp dày. Nếu mà cái bụi nếu mà bụi mịn mà mình làm búa gõ nó hoạt động quá nhanh đi, thì lúc này bụi nó đang ở cái dạng mỏng, dạng mảnh, thì bụi nó chưa kịp rơi xuống tới nơi thì nó đã bị gió thổi nó bay đi rồi. Thì mình phải tính toán lại cái thời gian để đặt búa gõ. Và cái hiện tượng thứ hai là hiện tượng là khói nó không có được khói đi và nó không được tích điện, thì nó xảy ra ở những cái vị trí là ở hai vách của lò bụi tĩnh điện. Tại vì hai cái vách ở bên ngoài ấy, thì cái mà sát cái vách của lò bụi tĩnh điện nó là cái hàng cực lắng. Thì cái hàng cực lắng này nó không có cái thanh cực phóng ở đây, nó không có thanh gai ở đây, và nó sẽ không có cái điện tích ở đó. Vì vậy nếu mà bụi nó đi vào trong cái khoảng hai cái vách á, thì nó sẽ đi thẳng một mạch từ đầu vào đến đầu ra luôn, nó không có được tích điện. Và lúc này hiệu suất lọc bụi của mình cũng sẽ giảm theo, phát thải cũng sẽ tăng theo. Okay. Then the next is about the wrapping system. Yeah, we talk about the overwrapping causing the reentrainment, but underwrapping is also causing the dust deposit. So we need to make sure our wrapping setting is like the most efficient one. Then usually we assume the dust thickness around 1 centimeter, then we turn on the wrapping system. So front field might be wrapped more frequent than the rear field, of course, because the first field has more dust load. To check the wrapping path, the performance can be observed from the stack and check the last field wrapping. So if you have like transmissometer or opacity sensor in your plant, then you can check the display if they have like wrapping path or wrapping spike like this one. So if you have like wrapping path, this one by the means of the time, then it could be that the last field wrapping time is too frequent. So in the high efficiency ESP, the poor setting of wrapping time can lead to reentrainment problem for 50-70% of the total outlet emission. Mình sẽ đi vào cái vừa rồi mình nói hai cái phần, đó là thứ nhất là búa gõ quá nhanh ở trường cuối cùng, và cái thứ hai là khói nó không có được tích điện á. Thì ở cái phần búa gõ này á, nó sẽ có hai trường hợp. Nếu mà mình làm búa gõ nó quá nhanh thì lúc này bụi nó sẽ chưa có kịp rơi xuống thì nó sẽ đi ra ngoài. Còn nếu mà búa gõ nó quá chậm á, thì lúc này bụi bám trên thanh cực lắng và thanh cực phóng nó quá dày đi, thì nó làm cản trở cái điện tích được phát ra. Và thông thường thì để cái lượng bụi mà nó đóng trên cái tấm cực lắng của mình khoảng 1 cm, thì lúc đó mình có thể cho búa gõ nó hoạt động là vừa đủ. Còn ở đây sẽ có một cái ví dụ về cái trường hợp là trên ống khói của họ có cái ta cảm biến và độ mờ của ống khói. Thì theo họ quan sát á, là nếu mà làm búa gõ quá nhiều theo cái đường màu đường đậm và cái đường đứt là búa gõ ít hơn, thì nếu mà họ cài đặt búa gõ quá nhiều đi, quá nhanh đi, thì lúc này sẽ cái độ mờ ống khói nó sẽ tăng lên. Còn nếu mà họ cài đặt búa gõ nó cách xa ra, ở cái thời gian nghỉ nó dài hơn á, thì lúc này cái độ mờ ống khói nó không có bị tăng, ở trong cái mức dưới 10. Và như vậy là như mình biết là những cái trường đầu tiên là cái nó thu được cái lượng bụi nhiều hơn, và những cái hạt bụi mà có cái kích thước lớn hơn. Vì vậy là cái
như trường đầu tiên này thì búa gõ của mình sẽ cài đặt ở cái tần số vận động vận hành của nó, vận hành của búa gõ nó sẽ nhiều hơn là những cái trường phía sau. Và để kiểm tra xem là những cái trường cuối cùng của mình á, cái búa gõ nó có bị cài đặt quá không á, thì mình có thể quan sát cái ống khói trong cái trường hợp ví dụ như cài đặt búa gõ trong khoảng thời gian này thì ống khói như thế nào, và cài đặt búa gõ trong cái thời gian dài hơn thì ống khói ra sao, thì mình sẽ quan sát trực tiếp bằng mắt như thế. Và theo cái thống kê á, đối với những cái lọc bù tĩnh điện mà nó bản chất của nó là có cái hiệu suất hoạt động tốt rồi, nhưng mà do cái phần cài đặt búa gõ này nó không tốt á, thì nó có thể ảnh hưởng đến, nó có thể đóng góp đến khoảng 70-50% cái tổng lượng bụi mà nó đi ra ở đầu ra ống khói. Okay, the next parameter is about the temperature. So the temperature can be an indicator of air leakage when there is the difference between inlet and outlet temperature is more than 5%. Then we also don't want too low temperature because it will cause the exit vapor condense at below dew point, and then this one will lead to corrosion, usually happen at the cold mill ESP. And we also don't want high temperature because it will increase the dust volume and then increase the gas velocity, and then the dust will be difficult to catch the dust. And this one will usually happen at the cooler ESP. Then the high temperature will also cause the thermal expansion, which affect the elongation of the parts. Then it will make misalignment of the parts, usually the CEDE. And then this temperature also affected on the resistivity of the dust. Low temperature will have low resistivity, while the high temperature will have high resistivity. Phần nữa mình sẽ đi đến về cái nhiệt độ của lọc bù tĩnh điện. Thì sẽ có một cái trường hợp là nó bị lọc khí tươi. Thì cái trường hợp mà lọc khí tươi này, tức là khí không khí bên ngoài nó đi qua phần vỏ của lọc bù và nó đi vào bên trong, thì lúc này nó làm cho nhiệt độ bên trong lọc bù sẽ bị giảm đi. Và để biết được là mình có hiện tượng lọc khí tươi hay không, mình có thể quan sát được cái cảm biến nhiệt độ ở đầu vào và đầu ra của lọc bụi. Thì ví dụ như nhiệt độ giữa đầu vào và đầu ra mà nó chênh lệch lớn hơn 5%. Ví dụ như đầu vào của mình là 100 độ C, nhưng đầu ra của mình là chỉ có 93 độ C đi, tức là nó đã mất đi 7 độ C. Thì 7 độ C nó tương đương với 7%. Và thì nó lớn hơn 5% có nghĩa là ở đây có cái hiện tượng là rò rỉ khí tươi bên trong lọc bụi của mình. Và có hai trường hợp là nếu mà nhiệt độ nó quá thấp thì nó sẽ ảnh hưởng đến là nhiệt độ thấp là sẽ dễ xảy ra cái tình trạng là động xương hoặc là động axit trong bên trong lọc bụi tĩnh điện, thì nó sẽ làm cho những cái vật tư bên trong của mình cực phóng, cực lắng, những cái phần cơ khí nó sẽ bị reset rất là nhanh, và thông thường nó sẽ xảy ra ở cái lọc bụi nhìn than. Còn đối với cái nhiệt độ nó quá cao thì lúc này khi mà nhiệt độ cao thì cái tiết diện của khói nó bị giãn nở ra, và lúc này nó sẽ làm tăng cái vận tốc khói từ đầu vào đến đầu ra lọc bụi, và nó làm cho bụi khó bị tích bụi hơn, khó bị thu lại hơn. Thì nó thường xảy ra ở lọc bụi nghiền, lọc bụi làm mát, tại vì nhiệt độ ở cái lọc bụi này nó rất là cao. Và ngoài ra khi mà nhiệt độ nó quá cao đi nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần cơ khí nó sẽ giãn nở, ví dụ như là tấm cực lắng hào thanh gia nó bị giãn nở ra, và nếu nó giãn nở quá cái mức cho phép thì nó sẽ làm cong những cái vật tư của mình. Và một cái nữa nó cũng ảnh hưởng đến cái điện trở của bụi, là khi mà nhiệt độ thấp đi á thì nó sẽ làm cho bụi nó bị ẩm hơn và nó làm cho cái điện trở bụi bị thấp hơn. Vậy nên mới nãy mình có nói cái trường hợp là trong trường hợp mà điện trở bụi của mình nó cao á, thì có thể áp dụng cái phương pháp là mình phun sương để làm cho làm cho bụi mình nó được ẩm hơn. Còn trong trường hợp mà nếu cái nhiệt độ nó quá cao thì nó sẽ làm cho cái điện trở của bụi nó bị tăng lên và nó khó bị thu lại hơn. Okay, the next one will be the aging ESP part. So this one will definitely happen maybe after like 5 years operation, 10 years operation, then the ESP will start have maybe broken DE seat, the broken CE, worn out wrapping parts of course. Then this one will indirectly affected on the ESP efficiency. So for example, we have the weak CE, is this prone to corrosion, it will be corroded and eroded, then it means your collecting area will be decreased. Then this one, of course, will reduce the ESP efficiency. The broken DE seat, you will have the detached and swayed DE, then it means in the ESP, you will have a lot of sparking or maybe even arcing.
So this one will cause the low KV and MA value, then it, this one will have the low corona power, then it will reduce the ESP efficiency as well. For the worn out wrapping parts, this one will decrease the wrapping impact force, then it will cause dust buildup problem on the CE and DE, then this one will have low KV and MA value, and then this one reduce the efficiency as well. Cái phần này nó nói về những cái vật tư lọc bù tính điện của mình mà nó đã cũ rồi, tức là cái tuổi thọ nó đã bị gọi là cái tuổi đời nó bị tới hạn rồi đó. Thì ví dụ như những cái tấm cực lắng của mình mà nó yếu đi, hoặc là bị rỉ sét, bị mục đi và nó bị gãy, thì tức là mình phải cắt bỏ những cái tấm đó ra, thì có nghĩa là cái tiết diện tấm cực lắng bên trong nó là bị giảm đi và nó sẽ gián tiếp làm giảm cái hiệu suất lọc bù tính điện. Còn ví dụ như ở đây mình có cái thanh treo thanh gai, cái đầu treo thanh gai mình nó bị gãy, thì lúc này cái thanh gai mình nó bị gãy ra, nó rơi ra bên ngoài, thì có thể dẫn đến tình trạng là bị chập chạc trường, làm cho dòng và áp nó bị giảm đi, nó làm giảm hiệu suất. Còn đối với những cái búa gõ hoặc là đê nó bị mòn á, lúc này cái hiệu suất búa gõ nó sẽ bị giảm và bụi nó sẽ bị đóng bám trên cái thanh gai hoặc là cái tấm cực lắng và làm giảm cái dòng và áp bên trong, thì đương nhiên nó sẽ làm giảm hiệu suất lọc bù tính điện. Okay, so the last part is about the ESP for in ESP process for industrial. Yeah, for cement plant, we know the process they have like cement kiln, raw mill, cooler, coal mill, cement mill. Then the material collected is usually is of course the cement powder, and it's a mixture of limestone, calcium, iron, silica, alumina, sulfate. And then as you can see, the calcium, silica, and alumina, these three material is the one that affected on your dust resistivity. So you need to pay attention also of the usage of the calcium, silica, and alumina. Then you need to check also on the ash content. So the next potential problem is about the temperature, because of the temperature of exit gas increase and then the dew point lowered, resulting in increasing of dust resistivity. Usually happen on the raw mill ESP and cooler ESP. Yeah, phần này là cái phần cuối của cái bài hôm nay, thì đã nói về cái lọc bụi tĩnh điện trong những cái ngành công nghiệp khác nhau. Thì đối với cái ngành của mình là ngành xi măng, thì nó sẽ có những cái lọc bụi tĩnh điện khác nhau. Và đặc biệt là cái liệu của lọc bụi tĩnh điện đối với xi măng á, nó sẽ làm cái hỗn hợp của đá vôi, của clinker hoặc là của nhôm silicate. Thì có ba cái yếu tố là chính mình đã nói phần trước, đó là vôi, silicate và nhôm. Thì ba cái thành tố này nó sẽ ảnh hưởng đến cái điện trở của bụi, và nó sẽ quyết định là bụi nó có thể được, nó dễ bị tích điện và dễ bị thu lại hay không. Thì mình phải đặc biệt chú ý đến cái này. Và nó có một cái tình trạng nữa, đó là cái nhiệt độ của lọc bụi nó có bị nhiệt độ của dòng khói nó có bị quá hay không, hoặc là bị thấp quá, cao quá hoặc thấp quá hay không. Thì cả hai trường hợp này nó đều ảnh hưởng đến lọc bụi tĩnh điện, đến hiệu suất của lọc bụi tĩnh điện. Và cái này là những cái ngành khác thì mình sẽ không nhắc đến ha. Thì vừa rồi là bên em đã có trình bày những cái kiến thức rất là cơ bản cũng như là rất là thiết yếu của lọc bụi tĩnh điện, thì em sẽ đi qua là một lần nữa. Thứ nhất là ở đây là cái mô hình của lọc bụi tĩnh điện á, thì nó có phần cơ khí và phần phần điện thì mình đã nói rồi ha. Và cái thứ hai là cái mô hình vận hành của lọc bụi tĩnh điện là cái thanh gai sẽ phóng cực âm, phóng điện tích âm, và điện tích âm nó bám vào bụi, rồi điện tích dương thì nó là thanh tấm cực lắng nó hút vào và búa gõ nó thu xuống. Và một số cái ở đây là cái công thức tính hiệu suất lọc bụi tĩnh điện, trong đó là cái lực hút tĩnh điện cũng như là cái tiết diện của lọc bụi nó sẽ quyết định rất là quan trọng đối với cái hiệu suất của mình. Còn đối với cái lưu lượng khói, thì khi mà mình nâng cấp cái công suất của dây chuyền á, thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến hiệu suất của lọc bụi tĩnh điện. Và mình đã đi qua những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái công suất hoặc là những yếu tố thứ cấp, thì mình đã đi qua từng cái yếu tố đó rồi. Và cũng như cái bài này nó là bài về lý thuyết cơ bản, vậy nên thông thường mình bên anh sẽ hiểu được cái phương thức vận hành của cái lọc bụi tĩnh điện hơn là ví dụ như trong quá trình vận hành bên anh có phát hiện cái này thành cái kia, thì anh sẽ có thể thấy là cái bài này nó hơi xa, nó sẽ hơi khác với cái quá trình mình vận hành như là sửa chữa lọc bụi tĩnh điện. Thì những cái phần chi tiết hơn á, bên em sẽ có những cái bài ở phía sau, ví dụ là
những cái vấn đề thường xảy ra ở lòng bùn gồm là gì, hoặc là nâng cấp lòng bùn tính điện ở phần điện ra sao, phần cơ ra sao, hoặc là những cái tình trạng như sứ gõ, sứ búa gõ bị gãy, hay là sứ các loại sứ bị vỡ thì gì đó, thì bên em sẽ có những cái bài nó chi tiết hơn nữa. Thì đối với bài hôm nay á, bên anh nếu mà có cái câu hỏi nào thì bên anh có thể hỏi ngay bây giờ để kỹ sư em trả lời. Thì bên anh có thể bật 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 cái mic của bạn lên á, xong rồi đặt câu hỏi ha. Dạ alo. À, phần này là phần hỏi đáp á. Bên anh nếu có câu hỏi thì hỏi luôn, tại vì bên em có đặt phòng đến 11 giờ Việt Nam, thì khoảng tầm 26 phút nữa thì thời gian mình chỉ phép đến lúc đó thôi. Thì có gì bạn có hỏi 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 luôn bây giờ ha. Dạ alo. Có anh nào muốn hỏi gì không ạ? Anh Nam ơi. Dạ, hello anh Nam. Anh Nam bật bật mic lên anh Nam ơi. Anh bật bật cái micro của anh lên, bật mic của anh lên. Bên trạm mình đang làm đây. Dạ, alo. Anh nào nói nhỉ? Anh alo, em nghe được chưa? Nghe rồi, nghe rồi. Để nghe được anh. Em cho anh hỏi, em nhắc lại cho anh cái chỗ lúc này cái xem cái đồ khỏi ra ở cái chỗ ống khỏi ấy, để mà mình cài đặt cái thời gian bổ gọn như thế nào cho hợp lý ấy. À. Vậy là vâng, em cho anh một số cái kinh nghiệm với cái cải đấy. Vậy là có thể là cho anh biết được một số cái loại em có nghe được không ạ? Dạ được, được anh, được. Cho anh hỏi về cái chỗ cái thời gian đặt của các cái buồng ở những chương đầu tiên và những chương sáu cho như thế nào cho nó hợp lý. Dạ. Còn câu hỏi nào khác không anh? Từ cái một à. Có một cái nữa là anh muốn hỏi là cái nhiệt độ đâu vào của lọc bùi thì tầm khoảng bao nhiêu là nó lý tưởng và nó hợp lý? Dạ, yeah, rồi. Vậy là anh có hai câu hỏi. Thứ nhất là phần cài đặt búa gõ như thế nào thì hợp lý nha. Rồi. Đầu vào, đầu ra. Cái thứ hai là cái nhiệt độ đầu vào của lọc đúng bùi. Rồi. Vậy là anh còn một hỏi là cái chỗ lọc bùi lâm lành của bên anh ấy thì ở bọn anh là có cái hệ thống phát điện. Hệ thống gì anh nhỉ? Alo. Dạ rồi, nghe. Máy của nó bất mạng. Dạ, mạng bị yếu đúng không? Đây, làm đây. He asking about the wrapping. Alo. And dạ, alo, anh nghe nè. And the temperature, in the temperature, how much is it? Thì nghe đang nghe rồi. Dạ, nghe rồi. Hệ thống lọc bùi lâm lành bên em ấy thì có hệ thống bô gò trong hay hỏng phía trong bên lọc bùi ấy. Vì hay bị hỏng à? Hay bị hỏng à? Hỏng phần cơ bên trong lọc bùi ấy. Có bị tẹt rỉ cả kiểu ấy. À. Chị cũng nguyên nhân cụ thể thế nào? Ý là thế nào? Ý là xử lý thế nào ấy hả? Thì nguyên nhân cụ thể ảnh hưởng phía bên trong lọc bùi do phần cơ khỉ đây. Thì là anh bảo nó rỉ sét là rỉ sét búa thôi hay là cả cửa thanh gai rồi cực lắng nó đều bị hết? Thì có hệ thống bộ nó kẹm gì à? Bộ nó bị hay gầy phía trong ấy. À, thường là búa cực phóng hay là búa cực lắng nó bị gãy anh? Thật là búa cả hai giờ thôi, bị cả hai đấy. Đây là bị giờ mình. Tức là nó ví dụ như nó từ nhà, ví dụ cái này là cái búa ha, thì nó gãy phần nào anh? Nó gãy phần phần tay búa hay là phần phần hay là phần cái cục búa? Dạ alo.
Dạ chờ thì chứ cái này bên em chưa vào kiểm tra được, nhưng mà thấy giờ này là coi thông mua gò trọng nó kém ấy thì là không chạy được rồi ý bị ý cắn. à ý anh là kém, là kém thế nào anh? Kém tức là búa gõ nhưng mà bụi không rơi, hay là búa không gõ được, hay là búa nó bị hỏng, hay là như thế nào? Anh chưa hiểu cái ý của anh lắm. Tức là bên em cái phía bên trong nó cắm trục chẳng hạn thì lúc mà bô gò ngoài sẽ bị quá tải ấy, sẽ không quay được dẫn đầu phía trong để bô gò ấy. À, quá tải hả? Dạ. Tại thực ra em chưa hiểu cái câu hỏi này lắm, để mình nói hai hai câu hỏi kia trước đi ha, xong rồi à Dạ. anh Nam bảo, chờ anh Nam vào. Bị mất mạng bên này, bị mất bên anh đang xài wifi hả, hay là phải Em trên đất? không phải công ty đâu người chấp cho anh ý gì à? Chờ bên đó đang nhập đấy. Chờ Nam thì Anh Nam bảo chờ anh tí, hình như vào rồi phải không anh Nam? Đang vào, đang vào. Anh Nam vẫn đang chưa có vào, anh Nam chưa vào. À, thôi mình em hỏi lại chỗ cái đường làm mát của anh nha. Anh bảo là cái hệ thống búa gõ nó không có hiệu quả, thì có nghĩa là cái motor cái búa gõ có quay không anh? có chị ơi đi phía trong ấy. Rồi, vậy cái motor búa gõ quay thì bên trong cái búa bên trong nó có quay không? Nó có quay theo không? Phía 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 trong ngoài chị. Chắc chắc bây giờ nó đang vận hành, anh cũng không rõ đúng không? Vậy thì Dạ. tại sao anh biết là cái hệ thống cảm thì nó đang kém? Ý là anh nhìn theo cái thông số gì, hoặc là anh thấy cái tình trạng gì, cái dấu hiệu gì mà anh thấy nó kém á? Thì em thấy cái hiệu suất cái dòng dòng thử cấp của mình ấy nó kém ấy. Vậy là dòng thấp, thì còn dòng để cái áp thứ cấp thì sao anh? Cái kilovolt á. Level thì em thấy mình bình thường rồi đấy. Là kilovolt bên anh là khoảng bao nhiêu nhỉ? Anh có đang xem cái màn hình vận hành đó không? Level bên em thì dao động từ 5 đến 72 đấy thì hẳn tùy theo chị ở trong cố định được. Rồi, vậy là cái định mức của máy áp anh là 72 kV luôn hả? Luôn đây. Thế là cái máy áp anh á, cái định mức của áp đó, nó là ấy, mất rồi đây. Anh Nam bị đá ra miết. Chưa vào được. Ấy là cái máy áp của anh á, cái định mức của áp nó là 72 kV luôn á anh. Nên bên anh cái áp chạy từ 55 đến 72 là đạt mức cao đúng không? Dạ. Còn còn cái dòng bên anh là khoảng bao nhiêu? Anh nói thấp là thấp bao nhiêu? Được 500 không? Dòng thử cấp với chị, dòng nó có mà xuống có 40 50 mA nữa thôi. Ôi, ôi dễ à, vậy là thấp quá Dạ, thấp lắm, rồi. thấp Rồi. quá. Cái đó là ở trường nào là bị như vậy anh? Phía bên trâu nó thi khoảng trường số 5 số 6 ạ. Trường số Bộ 5 số 6. Trường số 5 cái số bộ số 6 bên 5. anh là anh bảo là 1 2 3 4 là trường nó gần đầu ra hơn hả anh, hay là gần đầu vào? Dạ, đúng đó, gắn đầu ra hơn đấy. Rồi. Cái em hỏi xíu nha, cái lọc bụi bên anh á, một một cái lọc bụi làm mát cooler bên anh á, nó là có tổng cộng mấy trường? 8 trường ạ. 8 trường, tức là nó chia làm hai dãy, dãy 4 trường đúng không? Dạ. Rồi, vậy anh nói cái trường trường số 4, số 5 tức là nó 1 2 3 4 5 là 4 5 của anh là số mấy ta? Đếm qua anh đếm trường làm sao anh? Ví dụ như cái dãy bên bên trái đó là 1 tới 4, thì bên phải là từ 5 tới 8 hả? Là trường số 4 sẽ là trường cuối cùng, cuối cuối À rồi. dài gần
tôi ra nhé. Rồi. Con số 5 thì số 1 là ở đâu đấy? À rồi rồi, vậy là một một dãy là từ 1 đến 4, rồi dãy còn lại là từ 5 tới 8 đúng không? 5. Dạ dạ, chính xác. Rồi rồi. Nhưng mà anh bảo là hai cái trường số 5 với trường số 4 là bị dòng thấp ha, vậy là một trường đầu vào với một trường đầu ra ấy hả? Đúng rồi đấy, có thể do bần cực đâu, kệ mày nó bạm dựng như thế em. Rồi rồi. Thực tế cái anh có ý kiến là thực tế cái chỗ mà cái bất kỳ trường nào thì nó cũng có khả năng như vậy thôi, nó cũng chỉ là anh em đi theo dõi nên họ thấy hiện tại bây giờ nó dạy. Còn cái số trường ở đấy thì thực tế thì nó còn phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân chứ không phải là cụ thể là cái số trường đấy. Là cái trường số nào, số 4, số 5 nó bị đó. Dạ, hiện tại là số 4, số 5 đang bị đúng không? Rồi, vậy mình đi từng vấn đề ha. Thứ nhất là chỗ cái cài đặt búa gõ racking. Đây, thì như mình nói đây. Thì như mình nói là cái chỗ racking này là những cái trường đầu vào mình sẽ phải cài đặt nó vận hành nhiều hơn là trường đầu ra. So he, you can answer the racking interval setting. Oh, you mean you want the how to set in? Actually, we can calculate. Yeah, we can calculate the wrapping time setting. But we need the inlet dust concentration, and then we need also the gas flow rate. So these two information, we need the actual data to accurately calculate the wrapping time. Ok, anh bảo là cái thời gian búa gõ của từng trường, của trường đầu vào, trường đầu ra thì mình có thể tính toán. Thì để từng tính toán này thì bên em cần hai cái yếu tố. Thứ nhất là cái thiết kế của bên anh là cái thiết kế bên lọc bộ bên anh là nó có một trường nó có bao nhiêu tấm cực lắng, và cái kích thước của tấm cực lắng là ví dụ như là chiều cao nó bao nhiêu, chiều rộng nó bao nhiêu, thì để bên em tính. Và cái thông số thứ hai là cái lưu lượng khói đầu vào của bên anh là đạt bao nhiêu mét khối trên giây. Thì không biết là anh có cái thông tin đó không? Anh có cái cảm biến đo lưu lượng khói đúng không? Dạ. Lưu lượng. Dạ. Cái lưu lượng thì bên anh không có cái cảm biến để đó cái đấy em ạ. Chỉ có chỉ có cái chỗ phần kích thước thì anh có thể là cảm được, nhưng mà cái phần lưu lượng như lại không có. Dạ thì bên anh có thể tính dựa theo cái số lượng they don't have the sensor for. Tức là nếu they need to do the test. Test of what? Yeah, the something like the gas flow test by the laboratory, that one. I mean, third party. I mean they collect the sample. Yeah, not collect the sample. The third party usually just like you, if you want to do the guarantee, emission guarantee, it's the same. Then yeah, the third party will have the device, something like a probe. Then it will they will measure the inlet dust concentration. They will measure the gas flow rate. They will insert something like a needle into the ducting, something like that. Sensor. Yeah, it's a sensor. Okay. Yeah. So if they don't have in the plan, then they need to call a third party. Yeah, because. So now because it's under operating, so maybe we pays on then design. Then it means it should be under operating. If not, then how you measure? Yeah, it's not like directly do it. Mm-hmm. Yeah. Just, so if just based on design, then maybe not accurate. Yeah. But it's somehow still. I'm not sure if they do something on their kiln. We don't know. Then if they are confirmed that the kiln they never do the upgrade and then everything is just the same as design, then we can assume. But it's not 100% accurate. Như nó bị hút vâng rồi hình như nó bị hút cái gì nó bị nó kêu ta thì anh chỉ cho em có nói là thông nếu mình có cái thông số là cái lưu lượng khói đi vào bao nhiêu thì mình có thể tính toán chính xác được. Tại vì mình đã có nói là cái trường đầu tiên nó thu 70-80% đúng không? Thì mình sẽ từ cái lưu lượng khói đó mình có thể tính được, ví dụ như khoảng thời gian 1 phút thì có bao nhiêu tro bay nó bám vào cái tấm cực lắng đó.
thì mình có thể ước lượng được là khoảng bao nhiêu thời gian nữa thì cái độ dày của cái tấm, độ dày của cái lượng bụi bám trên cái tấm ngực lắng là được đạt 1 cm. Mình có thể tính toán đó, mình dựa vào cái thông số đó để mình cài búa gõ. Còn trường hợp mà bên anh không có cái cảm biến nó đo cái đó thì bên anh có thể mời cái đơn vị khác họ làm cái kiểm tra, thì họ đặt cái cảm biến đó họ kiểm tra. Còn không á thì không biết là bên anh cái kêu bên anh á, bên cái lò đốt bên anh á, anh có cải tiến chưa hay là cái công suất nó vẫn như cũ, nó có bị thay đổi gì so với cái thiết kế ban đầu không anh nhỉ? Công suất của lò bên anh thì vẫn đang như cũ thôi, không thay đổi gì cả. Ừ, vậy là còn thì say not change. Thì lúc đó nếu mà không thay đổi gì thì bên anh có thể tham khảo từ cái thông số thiết kế. Ví dụ là cái thông số thiết kế trong cái manual á, nó có ghi là cái lưu lượng khói thiết kế là bao nhiêu thì mình có thể dựa vào cái đó để tham khảo thôi. Tại vì nó mình không chắc chắn là từ cái lúc thiết kế đến cái lúc vận hành nó bao nhiêu năm đó thì nó có thay đổi gì không á. Nhưng mình có thể dựa vào đó mình tham khảo được. Dạ. Thì phải cần có cái lưu lượng khói để mình tính. Thì có một cái cách nữa là mình quan sát bằng mắt. Thì thông thường cái búa gõ ở những cái trường đầu tiên nó sẽ có không có vấn đề gì lắm đâu. Trường hợp mà ở cái trường sau cùng á, bụi mịn á, nó dễ bị bay ra ngoài á, thì bạn có thể quan sát. Ví dụ là trong một cái cùng cái điều kiện là cái công suất lò bên anh nó giống nhau, nhưng mà bên anh cài, anh có thể cài đặt búa gõ nó nhanh hơn một tí thì anh xem cái ống khói nó như thế nào, và cài đặt mình chậm hơn một tí thì ống khói như thế nào, thì mình có thể quan sát bằng mắt thường mà mình chỉnh theo cái thực tế. Tại vì theo cái tính toán nó là như vậy, nhưng mà có thể các trường hợp như cái trường đầu tiên của mình nó không hoạt động hiệu quả đi, thì theo lý thuyết nó 70-80%, nhưng mà thực tế nó chỉ thu được 50% chẳng hạn, thì lúc đó bụi ở những trường sau nó sẽ nhiều hơn. Nó còn phụ thuộc vào cái tình trạng là lọc bụi của mình mỗi cái trường nó vận hành như thế nào nữa. Nên cái việc tính toán cái thông số chính xác á, nó là một cách để mình tham khảo và mình sẽ hiệu chỉnh tùy theo cái tình trạng thực tế ha. Thì đó là cái em trả lời cho cái phần búa gõ. Còn cái thứ hai là cái nhiệt độ đầu vào ha. How about the inlet temperature of EB? How much temperature is okay? So for the inlet temperature, so you have like raw mill ESP. It use they have like two process. Okay, for raw mill ESP, when the raw mill on, it usually maybe like 80 to 100 degrees Celsius. Lower. It should be lower. When the raw mill off, the temperature will go up until 150 degrees Celsius around. Mm. Okay. And for cooler ESP, it's around 200 degrees Celsius. Mm-hmm. For cold mill ESP, it will be somewhere around 80. Also similar when raw mill on. Mm-hmm. Cement mill is even lower, maybe 70. Dạ, thì như nãy phần trình bày em có nói là lọc bụi mình nó có nhà máy xi măng thì nó có 4 loại khác nhau. Lọc bụi nhiên liệu làm mát, nhiên than với lại nhiên xi. Thì ở cái nhiên liệu á, thông thường nó sẽ có hai cái chế độ vận hành là cái raw mill nó on hoặc là off, đóng hoặc mở, nhiên liệu đóng hoặc mở. Thì nếu mà cái nhiên liệu raw mill on nó mở á, thì lúc đó nhiệt độ nó sẽ thấp. Nó khoảng từ 85 đến 100 độ C là hợp lý. Còn khi mà nhiệt độ Romeo bị off, tức là cái nghiền liệu bị đóng, thì lúc đó nhiệt độ sẽ lên cao, có thể đến 150 độ C. Nhưng mà thông thường mình giữ đến cái mức khoảng 135 độ C là hợp lý. Còn đối với lọc bụi nghiền liệu thì một số trường hợp, một số nhà máy em có gặp thì nhiệt độ nó có thể lên tới 400 đến 450 độ C, thì lúc thì cái nhiệt độ nó quá cao rồi. Mình phải đảm bảo cái lọc bụi làm mát này ở dưới 250 độ C thì nó sẽ bảo vệ được cái phần cơ khí cũng như là hiệu suất lọc bụi tĩnh điện. Còn lọc bụi nghiền than thì thông thường nó khoảng 80-85. Còn nhiệt độ nghiền xi thì khoảng 70. Có cái chỗ về cái nhiệt độ đấy, anh có thì hỏi chỗ này nữa. Tức là cái chỗ lọc bụi lâm lành của bọn anh ấy. Thì thi thoảng nó có cái chỗ sự cố với lo ấy. Thì cái nhiệt độ nó lên tầm khoảng 400 độ. Thì lúc đấy bọn anh... sợ cái nhiệt độ nó sống vào lọc bụi lâu nó ảnh hưởng đến cái tình trạng các cái bản cực đóng vánh ở trong ấy, cho nên là bọn anh xử lý bằng cách là bọn anh phun cái nước trực tiếp vào cái đầu vào của lọc bụi, thì nó những cái nước đấy nó có ảnh hưởng gì đến cái hiệu suất làm việc sau này của lọc bụi không?
bên phun là dạng phun sương đúng không anh? Nó có cái đầu phun sương đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bọn anh phun tức là dùng cái bơm để bơm đâu đâu phun sương vào đấy. Dạ, dạ. Thì nếu tên nó có hai trường hợp là phun sương mà mình phun sương mà dạng ví dụ như cái đầu phun sương nó bị hỏng chẳng hạn, hoặc là áp lực nước nó không đủ thì sương nó không có bắn ra cái dạng tia nhỏ mà nó dạng là giọt chẳng hạn, thì lúc đó nó sẽ làm bụi nó bị ẩm, bị keo dính thì nó ảnh hưởng không tốt. Hoặc là mình phun sương quá nhiều đi thì lúc đó độ ẩm nó cao, thứ nhất làm cho keo dính, thứ hai làm cho phần cực lắng cực bóng ở trong nó bị mục, nó bị gọi là reset á. Còn mình nó phun sương không đủ thì nhiệt độ nó lại không có giảm xuống cái mức mình mong muốn. Thì thông thường bên anh mà nếu mà phun sương á thì nhiệt độ sau phun sương nó là khoảng bao nhiêu? Nhiệt độ phun sương thì bọn anh cũng muốn giảm xuống khoảng tầm dưới 300 thôi. Dạ, còn 280 thì sẽ hợp lý. Dạ. Thì dạ, à, dạ nói đi anh, nói trước đi. Tức là khi bị sự cố thường là cái lọc bùi nó lên khoảng gần 100 kìa. Ừ. Đấy. Dạ. Đâu vào nhiệt độ đâu vào lọc bùi ấy. Dạ, dạ. He say when they have some problem in before the cooler EP, the temperature maybe 400 degrees and then they have the water spraying. So he asking like, is it the water spraying will affect to the EP operating something? Is it good or bad or something? Water spraying. So I just talk to him that if the water spraying is about how to say, it's like it's not one drop. It's like high. Yeah, it's like spray with the high pressure. Yes. So it will be okay, but they shouldn't spray too much. The temperature will low, and then. Then that's high. Why they. So do they have this water spray system? Yeah, yes. Yeah, they have, right? So mm-hmm. they need to control the amount of the water they use. Mm-hmm. So it will depends on the temperature they achieve also. Under 300. So yeah, so after spray under 300, then it's already okay. Okay. Yeah, the disadvantage of this one is only like if you spray too much water, mm-hmm. then it will be like flooding at the cooler tower area, mm-hmm. that one, and then the next problem it will be the dust will be too moist. Too moisture. Then yeah, you it will be like a lot of dust built up on the CEDE. You cannot dislodge by the ramping system. Yes. Okay, that's it. Dạ, thì anh nếu mà anh đảm bảo nhiệt độ nó dưới 300 độ C thì cái mức đó là ok. Nhưng mà mình phải để ý là trường hợp những cái đầu phun của mình nó bị hỏng chẳng hạn nè, nó theo giọt chứ không phun sương được á. Thì nó có thể bị làm ẩm cái chỗ đầu vào của lọc bụi mình, là bụi nó tắc ở đó. Thì lúc đó là bụi nó không có đi vào, nó không phân bố đồng đều bên trong được nữa. Hoặc là trường hợp đó là mình phun sương quá nhiều đi, thì bụi nó ẩm, nó dính, nó keo dính lên, mình gõ không được xuống. Thì nó là một số cái vấn đề có thể xảy ra. Nhưng mà nếu mình đảm bảo cái việc phun sương nó tốt á, thì nó sẽ ảnh hưởng tốt, nó sẽ tác động tốt đến là bộ tính điện chứ nó không có ảnh hưởng xấu. And the cooler EP say they have a fuse like this, and then they have the low MA problem with high KV but low MA. It happened in this field and this field. He say sometimes it happened in the other field, but the question is like so it's random. Yeah, he don't know why this problem happen low MA and high KV. Low KV high MA, which mean the dust build up on DE. High KV low MA. High KV low MA. Yes. Okay, low MA. Dust build up on DE, but it means if they said this one is happen random, then I'm not sure about the cause then. You say that then this one happen here 4-5 suddenly in other place, but after that it like increase or what? After this low, and then you say that it happened on the other field, this one increase or stay the same? This one we have to investigate more. Sure. Okay. Yeah. So what happened after this low MA? This one increase or stay the same, and then happen in the other field? So if this one stay the same, it means that it's dust build up problem. Mm-hmm. Yeah. So in like 4-5, maybe after several times, then
But if this one have this condition is happen until they shut down, then yeah, it means they already clean the DE. Mm-hmm. Then after in after it's startup, better. It increase again. But after some operation, that it like decrease again. So mm-hmm. what actually happened? Yeah, this yeah, one so, we need so, to so know. That's why he think maybe the wrapping system is not efficient. But it means if it's already like this. Mm-hmm. Maybe it will not be better after the wrapping turn on as well, because maybe the dust is already hardened there. But, yeah, so but the DE wrapping is continuous. Continuously, really? And then this yeah. one still happen? I don't know, but DE is usually is continuous or is happening. No, cannot be continuous. F CEDE wrapping system cannot be continuous. So they can try to wrap more for the DE to see. Can, yeah, but the thing is that if they are during operation now, then they have this kind of problem, then they need to check also the, they need to check inside the ESP first, if the DE have dust built up or not. So if they have, then they need to clean first, then they can increase the frequency of the wrapping system, then let's see what's the result. I mean during operating, they can try increase? To increase to see, is it the MA maybe... increase but not. Yeah, we need to confirm first if this is really the problem. Mm-hmm. Yeah, you need to ask them first what happened after this low MA. This one is like mm-hmm. keep the long whole time until mm-hmm. shutdown or after some time it increase by itself. Okay. This one you need to ask first. Okay. À, cái chỗ lọc bụi làm mát mà anh bảo là cái dòng ra nó bị thấp anh nè. Ví như cái KV của nó là đạt từ 55 đến 72 kilovolt nhưng mà cái dòng milliampere nó bị thấp á. Thì cho em hỏi là ví dụ như khi mà một trường nó có cái tình trạng này xảy ra thì nó sẽ giữ nguyên tình trạng đấy đến khi nào bên anh có dừng máy hả? Hay là nó chỉ khoảng xảy ra trong một khoảng thời gian rồi nó lại tăng trở lại hay là như thế nào? Tại vì nó cái trường hợp là ví dụ như khi mà nó đã giảm rồi thì nó không tăng được nữa đó thì có thể là trong cái thanh gai của anh nó bị thanh cầu phóng của anh nó bị bụi bám. Lúc đó cái dòng nó không có lên cao được thì cái này bên anh có thể thử bằng cách là bên anh tăng cái tần suất búa gõ ở cái cực phóng á nó nhiều hơn một chút và có thể khoảng trong một ngày nửa ngày gì đó anh xem thử là lúc đó cái dòng nó có tăng lên được hay không. Nếu mà dòng nó tăng lên được thì có nghĩa là bụi bị bám dày trên cái thanh cực phóng, bạn có thể gõ cho nó rơi xuống bớt, sau đó thì cài đặt lại cái búa gõ như bình thường. Thì cái vấn đề này nó rất là phức tạp, nó có thể liên quan đến búa gõ hoặc liên quan đến những cái yếu tố khác nữa. Thì chắc là để mình lập một cái nhóm trên Facebook, nhóm trên Zalo ha. Xong rồi em sẽ xin anh thêm cái hình ảnh hoặc là những cái thông số cài đặt của bên anh để xem là bên anh đang cho vận hành ở chế độ nào. Và sẽ có những cái đánh giá nó sâu hơn nữa, chứ còn nếu mình nói nó những cái thông tin như này thì nó không đủ để mình đánh giá là cái vấn đề nó ở cái phần nào. Dạ. Okay. Dạ. Tại thời gian bên em mượn phòng họp nó cũng đã hết giờ rồi đó. Thì cái phần câu hỏi á thì lát nữa anh lập một cái group trên Zalo giúp em nha anh Nam. Rồi ok. Thì cảm ơn em với cái buổi cảm ơn em với chỗ buổi giới thiệu ngày hôm nay nhá. Thì những cái chủ đề sau này mà có thời gian như thế nào thì có gì em gửi liên hệ với anh. Còn anh em có những câu hỏi hoặc có vấn đề gì cần trao đổi thì anh em cứ mình sẽ lập nhóm hoặc là như thế nào để thì anh em sẽ là liên hệ với mình nhá. Dạ được đúng rồi anh. Ok, dạ, cảm ơn em nha. Dạ, đây bên em xin hết giờ mất tiêu rồi. À dạ, thế cảm ơn mọi người nha. Xong rồi có gì mình thảo luận thêm trên chỗ. À đây, có anh. À đây. Đây, có gì mình tiếp tục thảo luận trên Zalo anh ha. Em sẽ kết thúc cuộc gọi ở đây ha. Ok. Dạ, rồi em chào mọi người nha.